Xin chào tất cả các bạn. Từ xưa cho đến nay thì chúng ta vẫn luôn tin rằng có những cái điểm và có những cái dấu hiệu nó sẽ báo trước cho chúng ta những cái sự may mắn, những cái sự thành công sẽ đến, và những cái điểm, những cái dấu hiệu để báo trước những điều này đó là những cái gì? Những cái dấu hiệu may mắn thuận lợi đang đến với các bạn nó gồm những dấu hiệu gì? Dấu hiệu thứ nhất đó là khi mà các bạn thấy cái con rơi ấy, rơi hoặc là ong nó vào nó làm tổ ở trong ngôi nhà của mình hoặc trong khu vườn của mình, thì đây là một trong những cái dấu hiệu mạnh mẽ nhất rằng báo trước rằng là gia đình của bạn sẽ gặp những cái may mắn trong cái vận tiền tài, tài lộc. Cái con rơi mà đối với lại cái người Trung Quốc cổ xưa đấy thì là biểu tượng của cái sự dồi dào và sung túc. Và trong các cái kiến thiết cổ xưa, những cái tranh vẽ thì người ta hay có những cái hình con rơi gọi là ngũ phúc ấy. Nếu như các bạn để ý những cái tranh vẽ cổ xưa hoặc là những cái kiến trúc gốm sứ, thì những cái đồ nội thất đó, thì các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái hình tượng con rơi ở trong đó. Và người xưa người ta tin rằng là rơi ấy, cái loài rơi nó chỉ làm tổ ở những cái nơi mà có cái từ trường, có những cái khí nó tốt lành. Người xưa người ta tin rằng là cái con rơi là cái con vật mà nó rất là nhạy bén, nó có thể ngửi, nó có thể cảm nhận được những cái nơi tốt lành đó. Vậy thì nếu như rơi hoặc là ong bay đến làm tổ ở dưới mái hiên nhà bạn thì đây chính xác là những cái dấu hiệu báo niềm vui, sự may mắn đang tới với bạn. Tiếp theo là khi mà có ai đó đưa cho bạn tiền bạc vào những cái ngày may mắn. Những cái ngày may mắn thì có thể kể là ví dụ như là ngày mùng 1, ngày rằm, những cái ngày lễ, ngày Tết, hoặc là những cái ngày tốt hợp với tuổi của bạn, không phải là những cái ngày xung khắc với tuổi của bạn. Thì bạn hãy coi rằng đó chính là những cái đồng tiền may mắn. Và cái tiền may mắn này nó có thể đến với bạn theo nhiều cách. Ví dụ một ai đó lì xì cho bạn, hoặc một ai đó cho bạn tiền, hoặc là bạn vô tình bạn nhặt được một vài cái tờ tiền rơi, hoặc là có những cái người mang đến những cái tin hay trong dự án, trong công việc của bạn vào những cái ngày này, thì đó chính là những cái đồng tiền may mắn. Tiếp theo là khi phân chim rơi vào đầu. Ví dụ như vô tình bạn đi và bạn bị cái phân chim nó rơi vào đầu, rơi vào người, vào quần áo của bạn, thì thực sự đó là một cái điều bất tiện lớn với bạn. Nhưng điều đó bạn hãy cứ thoải mái đi, bởi vì trên thực tế, theo những cái quan niệm dân gian từ thời xưa, thì đó lại là cái điều may mắn. Nó mang lại những cái vận thế, những cái xu hướng tốt đẹp, thuận lợi cho bạn. Vậy thì ngoài rơi và ong ra thì khi mà những cái con chim nó bay đến ngôi nhà của bạn, nó làm tổ xung quanh ngôi nhà của bạn, thì đó cũng chính là cái sự phong phú, những cái tin tốt, những cái cơ hội tốt lành sẽ đến với bạn. Ngoại trừ những cái chim những cái loại chim nó hơi đặc biệt một chút, ví dụ như là quạ, cú, ác điểu hoặc là chim lợn giếc thì không nói nhé. Vậy thì khi chim bay đến ngôi nhà của các bạn thì các bạn hãy chào đón chúng với vòng tay rộng mở. Tiếp theo là khi bạn gặp rắn thì đây cũng là một cái dấu hiệu may mắn. Nếu như bạn vô tình gặp rắn trong quanh khu vườn của bạn, bên ngoài nhà của bạn hoặc là trên cái con đường bạn đi, thì đó là một cái dấu hiệu
một cái gì đó hoặc là một ai đó rất quan trọng sẽ đi vào cái cuộc sống của bạn, hay còn gọi là quý nhân giúp đỡ đó. Và đừng bao giờ cố gắng gây tổn hại hoặc là giết một con rắn khi mà các bạn vô tình đối mặt với nó. Kể cả là những cái con rắn các bạn gặp mà càng độc thì người ta tin rằng cái vận may mắn đó nó lại càng lớn. Và như vậy thì cái gọi là người xưa người ta gọi là cái con vua rắn hổ mang á, thì được mô tả là một cái con rắn của cái sự may mắn tột bậc. Dù bạn có làm gì thì bạn không bao giờ được giết một con rắn, bởi vì nó có những cái liên kết, liên hệ tới một số những cái mặt tinh thần. Và thường thì những cái con rắn nó sẽ tự trốn đi khi nó có cái ý thức được cái sự hiện diện của con người các bạn nhé. Và tiếp đến là cái dấu hiệu là khi mà bạn vô tình nhìn thấy sao băng. Và thường thì theo những cái quan niệm mà dân gian cổ xưa, khi mà các bạn nhìn thấy sao băng đó thì hãy lập tức cầu nguyện những cái điều ước muốn của mình. Dĩ nhiên đây phải là những cái điều ước muốn thiện lành và không gây tổn hại, tổn thương cho bất cứ ai, thì thường là sẽ đạt được cái kết quả trong cái thời gian là khoảng 30 ngày. Khi mà bạn nhìn thấy sao băng thì lúc đấy nếu như bạn bị bệnh thì cái sức khỏe của bạn sẽ tốt dần hơn lên. Nếu như lúc đấy vận may của bạn đang kém thì sau đó những cái sự may mắn tốt đẹp nó sẽ dần dần nó đến với bạn nhiều hơn. Nếu như bạn đã mất đi một cái gì đó thì bạn sẽ lấy lại được nó. Dấu hiệu tiếp theo là khi bướm bay vào nhà bạn. Điều này thì được giải thích là bạn sẽ sắp nhận được một số những cái khách hàng quan trọng. Nếu như mà cái con bướm mà nó có cái màu sắc tươi sáng thì có nghĩa là những cái tin tốt lành nó hay liên quan tới những cái vấn đề tình cảm, tình yêu. Mà cái con bướm mà nó màu xám, màu đen, tối màu thì có nghĩa là những cái tin tốt lành nó hay liên quan tới nghề nghiệp, công việc, tài lộc, kinh doanh của bạn. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ xua đuổi một con bướm ra khỏi nhà của bạn, bởi vì nó luôn luôn mang lại những cái tín hiệu tốt lành. Đừng bao giờ cố gắng bắt một con bướm, đừng bao giờ vô tình giết chết một con bướm, vì nó có thể làm suy giảm những cái yếu tố may mắn thuận lợi của bạn đi. Một cái dấu hiệu điển hình tiếp theo nữa là ví dụ như khi bạn đang bế tắc, đang khó khăn, vận trình của bạn đang kém, mà một ngày nào đó vô tình và lơ đãng thôi, mà không được chú ý, mà bạn là mặc trái quần hoặc là trái áo, trái ngược hẳn đi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu, có nghĩa là bạn sẽ sớm nhận được những cái thuận lợi may mắn nó sẽ đến, và những cái yếu tố rủi ro, những cái yếu tố cản trở, trì trệ trong công việc, trong tài lộc, trong cuộc sống của bạn, dần dần nó sẽ thối lui đi và may mắn sẽ đến với bạn. Dấu hiệu tiếp theo là ví dụ như khi bạn mà vô tình nhặt được hoặc là đi trên đường mà bạn vô tình cái ánh mắt của bạn nhìn thấy, ví dụ như nhìn thấy hoặc nhặt được cái đồng tiền xu cổ, nó là cái biểu tượng tượng trưng cho tiền bạc, hoặc là bạn vô tình nhìn thấy mắt bạn mà đưa mắt mà bạn vô tình nhìn thấy ví dụ như những cái hình trái tim pha lê, hình tờ tiền, thì người xưa cho rằng đó là những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu của sự tốt lành, bởi vì ở đó nó có những cái năng lượng tuyệt vời ẩn chứa bên trong. Và khi bạn nhìn thấy nó, mắt bạn chạm vào nó, thì những cái năng lượng tuyệt vời đấy nó sẽ đang đến với bạn. Tiếp theo là khi mà bạn nhìn thấy hoặc là gặp thấy bò ở trên đường thì đây cũng là một cái dấu hiệu tốt lành. Bởi vì theo cái quan niệm xưa
con bò nó là cái biểu tượng của sự thịnh vượng và khả năng sinh sản. Vậy thì một ngày nào đó, nếu như bạn đi dã ngoại, đi ở những vùng ngoại ô, đi trên đường mà vô tình bạn gặp những cái con bò nó đi ngang qua đường, thì bạn hãy dừng xe và nhường đường cho chúng đi qua. Bởi vì đây cũng chính là cái dấu hiệu vui vẻ, may mắn sắp đến với bạn. Dấu hiệu tiếp theo là khi chó chạy vào nhà bạn, dĩ nhiên chó ở cho chó ở ngoài nhé, chứ không phải là chó nuôi. Một cái con chó nó chạy vào nhà bạn, nó đi lạc vào khu vườn, khu đất của bạn, thì hãy chào mừng nó, bởi vì đó là điểm tốt lành. Người ta luôn cho rằng một con chó mà bước vào nhà, vào cửa, vào đất của bạn là dấu hiệu rất thuận lợi. Bạn sẽ có thêm những cái người bạn trung thành, những người bạn chân thành sẽ đi vào trong cuộc sống của bạn, sẽ giúp bạn vượt qua được những cái trở ngại trong cuộc sống. Con chó là cái con mà theo quan niệm ngày xưa mang lại sự giàu có, sự hỗ trợ, sự bảo trợ, sự thịnh vượng và hạnh phúc. Tiếp theo nữa, một dấu hiệu nữa là các bạn hãy để ý khi các bạn treo cờ đó. Nếu như mà ở nhà các bạn, ở công ty các bạn hay treo những cái cờ hiệu ở trên bàn làm việc hay là ở trong nhà, ở những cái dịp lễ Tết, thì các bạn hãy chắc chắn rằng cái cờ đó, cái biểu tượng cái cờ đó nó phải được treo một cách an toàn và nó tung bay trước gió, nhưng không được để cờ rơi. Nếu như cái cờ mà rơi ấy, thì thường cái nhà, cái công ty của bạn nó hay có cái sự lục đục, xáo trộn sẽ xảy ra. Cho nên nếu như mà vô tình mà cái lá cờ bạn treo trên bàn làm việc, ở công ty, ở nhà mà bị rơi đó, thì bạn nên cẩn thận, thận trọng với những cái xáo trộn có thể xảy ra sau đó. Còn khi cái lá cờ nó tung bay trong gió, thì theo quan niệm là thường nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho bạn. Bởi vì người ta quan niệm rằng cái lá cờ mà tung bay nó chỉ sự thành công và chiến thắng. Dấu hiệu tiếp theo nữa là khi mà bạn vô tình gặp những cái côn trùng nhỏ. Côn trùng nhỏ thì nó rất nhiều loại côn trùng. Côn trùng rồi châu chấu. Nếu như mà châu chấu mà nhảy vào nhà bạn, thì thường là hay có những cái người khách quý sẽ đến thăm bạn. Hoặc nó còn có cái ý nghĩa là bạn có thể sắp nhận được một cái niềm vui hoặc một cái vinh danh gì đó. Hoặc nếu như bạn vô tình bắt gặp những cái con rùa nhỏ nhỏ, nó bò vào sân, vào khu vườn nhà bạn, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu gọi là gặp may trong kinh doanh buôn bán. Hoặc nếu như có cái con ếch nó nhảy vào nhà bạn, thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt. Dấu hiệu tiếp theo nữa là khi mà bạn gặp một cơn mưa bóng mây, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện đồng thời vừa có mặt trời mà lại vừa có mưa. Nó là cái dấu hiệu thực sự rất là tốt. Và nếu như mà bạn mà nhìn thấy cả cái cầu vồng trên bầu trời nữa, thì đó rất là tuyệt vời. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng mọi thứ bạn đang làm, đang thực hiện sẽ rất là thành công, và bạn sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ của thiên thời địa lợi, sẽ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân giúp đỡ. Và nếu như mà bạn sinh ra trong một cái ngày như vậy, trong một cái thời khắc bạn sinh ra mà nó có cái mưa bóng mây, vừa có mưa vừa có mặt trời mà vừa có cầu vồng nữa, thì đó là một cái dấu hiệu tuyệt vời. Hoặc nếu như bạn kết hôn trong cái ngày mà bạn gặp những cái hiện tượng như thế, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu của một cuộc sống hạnh phúc, tốt lành. Niềm tin về những dấu hiệu may mắn thì nó hầu như nó nằm trong tiềm thức ở mỗi người, và trải qua những cái kinh nghiệm sống của dân gian đúc kết từ hàng ngàn năm để
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.